Hello mọi người, hôm nay hai vợ chồng Phương sẽ đi ăn sáng gần nhà và đi siêu thị mua một ít đồ. Nhắc đến đồ ăn sáng, ở Trung Quốc thì mọi người sẽ nghĩ đến bánh bao hoặc mần thầu. Nhưng ở Quý Châu lại có một món khác nổi tiếng hơn. Ăn sáng xong thì tụi Phương lại đi siêu thị và bất ngờ gặp một đặc sản nữa của Việt Nam ở siêu thị. Nhưng lại gặp rắc rối khi quay vlog ở đây. Cả nhà hãy cùng xem vlog một buổi sáng sớm đầu giờ làm việc của hai vợ chồng Phương nha. Ở đây có một cái bánh này, viết là bánh bía chay. Xin nghe nào mà. Bánh sao vũ. Đi ăn sáng thôi, đi ăn sáng thôi. Chào buổi sáng mọi người. Sáng hôm nay thì hai tụi Phương sẽ đi ăn sáng và đưa mọi người đi xem là ở Quý Châu thì món ăn sáng nào đặc sản nhất nha. Chào mọi người, chào buổi sáng. Ô, lạnh quá. Mùa đông rồi, cho nên là mọi người thấy cây cối rụng hết lá rồi. Tại vì ăn sáng ở gần cho nên là tụi Phương chạy xe điện đi. Quá là lạnh luôn. Giờ còn sớm cho nên là mọi người đi làm. Ở phía trước chung cư thì người ta cũng bán đồ ăn sáng nè mọi người. Bánh bao, bánh rán, các thứ. Vào buổi sáng, bây giờ 8 giờ sáng thì chưa có ánh nắng mặt trời. Mấy hôm nay thì trời cũng nắng lên một chút cho nên là tầm khoảng 10 giờ thì sẽ có ánh nắng mặt trời. Ở phía bên này là cũng là ngày xưa cũng là quán ăn nhà hàng nè mọi người, bây giờ thì đóng cửa chưa mở cửa trở lại. Lạnh quá. Lên một lần. Cái này là quán bán đồ ăn trưa nên là giờ chưa có khách. Chỗ này thì ngay chỗ góc ngã tư cho nên là người ta dừng chỗ này ăn sáng thì rất là tiện. Mùa đông thì người ta sẽ che những cái mái bạc che bên ngoài thế này để ngồi ở phía trong có thể sưởi ấm được. May quá không có đông khách, bình thường thì phải xếp hàng rất là lâu. Mọi người thấy là cái quán này thì ở ngay góc ngã tư đường, cho nên là người ta đi làm, trên đường đi làm thì rất là tiện ghé vào để ăn sáng nè. Mấy hôm trước đi ăn thì phải xếp hàng rất là lâu. Yêu ạ, chị cô là bà. Chồng Phương sẽ vào gọi món trước. Đây là một cái quán bán mì thịt dê. Ở Quý Châu thì người ta rất là thích ăn thịt dê. Tại vì mùa đông lạnh như thế này á, thì bây giờ mình ăn một bát mì thì sẽ ấm áp hơn. Phía trước có một ông chủ bán bánh rán. Bánh rán này mọi người thấy nhiều rồi đúng không? Qua cho mọi người xem. Người ta làm một lớp bột mì bên ngoài, bọc thịt, rồi bọc thêm nhân bún hành mà chiên lên. Nhưng mà Phương ăn mì rồi nên là sẽ không ăn cái này. Với lại bây giờ ăn thấy khô lắm. Không phải xếp hàng nhưng mà bây giờ cũng rất là đông người. Kiếm một chỗ nào để ngồi ăn. Hay có mình tìm được một chỗ ngồi có thể sưởi ấm luôn. Cái bàn này là bàn sưởi ấm nè mọi người. Ở phía trong người ta để than ở bên dưới. Đây, quay cho mọi người xem. Ơ, bị giành mất tiêu rồi. Hả? Cái khu vực để làm đồ ăn này mọi người, người ta mở bếp mở như này cho nên là mình có thể thấy người ta làm được luôn. Thì có một người sẽ múc làm bỏ phở vào trong bỏ mì vào trong tô, với một người thì sẽ xắt thịt. Rồi một người sẽ đổ nước lèo vào. Ta làm rất là nhanh. Tại vì quán này thì có nhiều chi nhánh mà người ta làm, nhân viên thì làm rất là nhanh. Có sẵn gia vị đồ các thứ ở đây. Ăn những món dầu mỡ thì có cái thêm củ cải chua, củ cải ngâm chua với lại cải thảo thì ăn sẽ ngon hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
这里，这里。Ngồi chỗ này có thể sưởi ấm được, nên là ngồi cùng với ông chú này luôn. Cái mặt bàn rất là nóng. Đây là tô phở, đây là tô mì thịt dê của tụi Phương. Mọi người thấy là rất là nhiều dầu mỡ đúng không? Hai người nhưng mà chỉ gọi một tô thôi, tại vì tô mì ở đây rất là to. Mọi người để cái tay vào để mọi người tưởng tượng này. Nó rất là to nên là gọi hai tô sẽ ăn không hết. Thì tụi Phương gọi một tô một tô lớn có thêm thêm thịt và thêm mì. Có là chuyện châu ạ? 17 tệ. Là có thêm thêm thịt cho cha rô cho phần bà. Lần nào đi ăn cũng gọi một tô thôi, rồi thêm mì thêm rau, rồi xin một cái bát để chia ra ăn. Cũng nhiều hồi cũng ngại, sợ người ta không biết có nghĩ mình gì không, nhưng mà nếu mà gọi hai tô thì sẽ ăn không hết. Thường thì tụi Phương sẽ thêm gia vị mà mình thích ăn vào, Phương thì sẽ thêm giấm, thêm giấm, thêm xì dầu. Ở đây thì có muối với lại đây thì có muối với lại cái bột màu xanh này. Cái bột màu xanh này là bột hoa tiêu, thì nó sẽ the the giống như hạt mắc khén ở Việt Nam mọi người. Còn cái này là bột ớt nè. Ở Quy Châu thì có rất là nhiều loại ớt. Quý Châu thì có rất là nhiều loại ớt. Ớt ớt khô nó không có cay mà nó sẽ làm tăng hương vị của cái món ăn lên. Nếu mà gọi hai tô thì ăn sẽ không hết, cho nên là tụi Phương thường sẽ gọi một tô rồi chia ra. Rồi còn ăn hai tô ăn không hết thì bỏ thì thấy phí lắm. Rồi, mặc dù là đã chia bớt một nửa ra mà cũng còn rất là nhiều. Sợ không? Thôi. Phải thêm bột ớt. Rồi thêm gia vị của mình nữa thì nó sẽ ngon hơn. Có gì đâu, không nhau rồi, có gì đâu. Ít chín nhiều chuyện nè. Người ta để thêm gia vị sẵn rồi mình sẽ nêm theo gia vị của mình. Wow, cái bàn này rất là nóng luôn. Dơ. Cái này là cái bàn để sưởi ấm cho mọi người. Ở phía dưới này thì người ta bỏ than. Xong rồi cái mặt bàn này rất là nóng. Còn ở cái đường ống này thì sẽ dẫn khói ra ngoài. Nóng quá, để cái máy sợ bị hư cái máy luôn quá. Ăn sáng thôi. Lúc mới qua thì Phương ăn không quen, nhưng mà dần dần rồi thì ăn món này sẽ thích hơn là ăn bánh bao. Ngày mới qua thì thích ăn bánh bao tại vì nó hơi giống Việt Nam, hơi giống với đồ ăn Việt Nam, nhưng mà sau này thì thấy bánh bao không giống bánh của Việt Nam nữa. Ăn cái mì này thì cảm thấy hợp khẩu vị hơn. Bên ngoài lạnh lắm hay là ngồi sưởi ấm được? Mà cái bàn này nó tỏa nhiệt là hơi nhiều nên là hơi nóng. La cho theo tôi là ăn mấy cái đồ dầu mỡ, mình ăn thêm cái củ cải chua vào thì sẽ ngon hơn. Tôi thì rất là thích bỏ thêm cái rau bạc hà này vào. Mới đầu
Ngày xưa đi ăn gọi một tô thì hơi bị ngại, sợ người ta cười, nhưng mà sau này thì quen rồi. Bỏ hơi nhiều bột ớt cho nên là hơi bị sặc một chút, chứ còn không có cay. Thịt ở đây thì sắc siêu siêu mỏng luôn. Sợi mì thì sợi bún thì hơi giống như sợi bún ở miệng ở mình, nhưng mà không biết làm bằng bột gì, Phương An nhưng mà cũng không biết làm bằng bột gì. Sợi bún thì rất là to, giống như sợi bánh canh luôn. Phương thì rất là thích ăn mì Quảng, nhưng mà cái mì Quảng ở bên này nấu không giống với mì ở Việt Nam. Cũng ngon nhưng mà không ngon, không có giống như ở Việt Nam. Rồi cái bàn này bắt nóng luôn vì than hình như hơi nhiều. Ăn gần no rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Chỗ này thì người ta cũng bán thịt dê với lại nước cốt hầm thôi, mình có thể mua về nấu lẩu được. Quán này thì có nhiều chi nhánh, có nhiều chi nhánh nào cũng đông như vậy hết. Hình như là bạn bè xung quanh Phương Ai cũng thích ăn cái mì thịt dê này. Tôi lo rồi, tôi lo cho Vũ. Vũ Vũ gì sư Vũ? Cay quá, dầu quá, nên là bớt bớt cái dầu này cho dễ ăn. Mà cái đồ ấm to như thế này nè, ăn thì cũng hơi sợ bị bắn đồ một tí. Xin xin lắm ạ. Ông chủ nhiệt tình quá, còn giới thiệu cái bàn này cho mình. Hồi nãy mình thấy là lửa ở phía dưới thì bà đang bỏ lửa ở dưới cho mình sưởi ấm. Nhưng mà Phương ngồi đây bắt hơi bị nóng rồi, vì nhiều lửa quá mà cái bàn này thì hơi nhỏ. Nhiệt tình quá. Một tô mà hai người ăn cũng không hết, còn dư nữa nhưng mà không ăn nữa, no quá. Xong. Chị hơi cà phê không? Hả? Chị hơi cà phê không? Ây da. Ở Việt Nam là bây giờ đi uống một ly cà phê, hoặc là ghé đâu mua một ly cà phê rồi về công ty làm nè. Nhưng mà ở Trung Quốc thì rất là ít quán cà phê. Mở quán thì toàn là làm những món cà phê rất là cầu kỳ, chứ không phải giống như cà phê sữa đá ở Việt Nam. Giờ thì tụi Phương tranh thủ đi mua một ít đồ đồ ăn về. Tại vì ở nhà thì hết đồ ăn rồi. Siêu thị
đối diện nhà luôn, cho nên là cũng ở đây cũng tiện. Nguyên cả cái khu này là người ta làm con phố đi bộ nè mọi người, khu ăn uống, mua sắm. Nhưng mà mấy năm trời rồi sai lầm bỏ đó chứ chưa có đưa vào hoạt động. Tại vì ở đây ít người quá, bán buôn cũng khó khăn. Khu này buổi tối thì sẽ có mấy dì, mấy cô ra đây tập thể dục dưỡng sinh, mở nhà ầm ĩ luôn. Nhà Phương thì đối diện đằng kia, mình có thể thấy được đằng kia luôn. Nên là khi ở dưới này mà mở quảng cáo hay là mở nhà tập thể dục là mình nghe rất là rõ. Quan điểm quan niệm thôi. Siêu thị này là cái siêu thị nhỏ thôi, không phải cái siêu thị mà hôm bữa Phương đi. Nói sao mà? Quan điểm quan niệm. 多少钱？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 多少钱
Đơn giản thôi. Phương sẽ mua sữa về để pha cà phê. Mà ở đây cũng không có sữa mà mình cần mua luôn. Mấy cái đào ngâm, quýt ngâm này nhìn thấy ngon nhưng mà không dám mua. Đường nhiều quá. Qua chỗ hồ cô mà. Sao? Mà sao mà? Chứ này mấy sao mà mãi là? Mấy sao mà mãi? Đi ở bên siêu thị kia, siêu thị lớn quen rồi. Giờ qua bên này cảm thấy không có gì mua hết. Lá cái thớ này giờ rồi mà. Không. 不是。Đi siêu thị thế này, mấy nhân viên ở trong siêu thị tưởng là mình là nhân viên của siêu thị khác đến dò giá, cho nên là nhiều lúc cũng không cho Phương quay, cũng gây khó khăn đó mọi người. Tức là cái gì vô? Tức là phát sinh ra. Phát sinh ra. Cảm giác như là không có gì để mua hết. Rau cũng không tươi. Sữa mình cần mua cũng không có. Chứ là mua đủ đồ để về nấu một bữa lẩu thôi. Câu là bà hay tôi là hả? Mua cá nhưng mà cũng không thấy cá gì để mua hết. Sao bà mình xin nắng chưa mà? Dạ. Sao gặp thế này à? Chứ gì? Sao? Hình như là bên này rẻ hơn. Ở bên kia Phương hay mua. Chào bà ta thật. Nhưng mà
Nhưng mà cảm giác đồ ở đây không có được tươi. Mình lựa cá rồi người ta sẽ bắt rồi làm thịt cho mình luôn. Nên là về nhà chỉ cần nấu lên thôi. Rồi. Nói ra, nói ra. À, xin xin. Ở đây mình mua thịt, mua cá người ta làm sạch cho mình luôn. Có thể là mua thịt thì họ sẽ xay, xay nhỏ nữa. Rất là tiện. Đâu là bà? Cá này về làm cá hấp. Cho nên là mua một ít ba rô nữa. Như vậy thôi chứ hôm nay thì cũng không có gì để mua hết. Ở đây có một cái bánh này, viết là bánh bía chay Việt Nam. Bánh bía chay đậu sầu riêng. Hả? Chị nghe nản đâu mà? Mày chào đồng chí đấy mà. Hả? Mày đồng chí đấy mà. Ở nơi đó phát sinh hình rồi. Ờ. Thật sự Việt Nam rồi, nãy khẳng đạo Việt Nam, Việt Nam thay thay nãy mày đó, nó phải hả? Có mấy khó đa vấn đề mà. 是正常是不能拍的，不是说有好大的问题哦。啊。 Ăn sáng cũng xong rồi, mua đồ cũng xong rồi. Bây giờ thì quay về và bắt đầu một ngày làm việc thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Phương. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sao sao ạ? Bye bye.